tay ta là quyền của quân dân ta, tình đoàn kết quê hương ta, trăm năm mưu trí đắp nên sơn hà. Quyết chiến, hệ quyết chiến, quyết chiến, quyết không cần hòa bình đến tôi, trăng liên hiệp ngồi chung quân bao nước mong nổ. Quyết chiến, hệ quyết chiến, quyết chiến, đánh cho cùng dù mình phải chết. Chiến công chưa quên, hàng vạn giặc quân vong nô đã chứng minh cho sức mạnh hào hùng quân dân. Thề chẳng đau lùi chân, ngồi cùng với quân xâm lăng, ta thề chết chứ không thề lui, quyết không hề phản bội quê hương. Ta thề chết chứ không thề lui, quyết không hề phản bội quê cộng đồng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, quý đồng hương, trong ngày hôm nay, trong nhân dịp Tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ viếng thăm đất nước Việt Nam, gái gọi là viếng thăm nhưng mà thật sự là cái ngụ ý của ông đến là một người vị tổng thống cuối nhiệm kỳ để mà đến đất nước Việt Nam, không biết là để làm gì, nhưng mà ít ra thì cũng có được một tiếng kêu gào của rất là đông đồng bào đồng hương của chúng ta đang có mặt ngày hôm nay trong cái dịp đó, để nói lên nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam rất là hèn với giặc, ác với dân, để nói lên rằng là cái Formosa hay là độc nhiễm mà làm cho hàng nghìn tấn cá chết, mà con những người dân Việt Nam ở từ miền Trung, từ Hà Tĩnh bây giờ đi vào sông rạch của Sài Gòn đang bị ảnh hưởng những con cá chết như thế nào. Đây là một cái sự hợp tác của rất là đông đồng hương. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi hãy tham gia vào những cái chương trình như thế này để chúng ta cùng nhau có một tiếng nói. Thiên xin được thắp sáng và chúng con xin kính chúc cung thỉnh quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo trong Hội đồng Liên Tôn cùng các vị nhân sĩ khởi đầu nghi lễ thắp nến và lễ cầu nguyện cho 90 triệu người dân Việt Nam. Quê hương Việt Nam và những thảm họa đang xảy ra cho con người dân Việt Nam. Xin Ngài bảo vệ quê hương chúng con toàn vẹn lãnh thổ và không bị xâm lăng từng bước một bởi giặc tàu phương Bắc.
xin ngài bảo vệ người dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, quý hương, chúng tôi đang có mặt ở đây với lại những thành viên của 24 người trong đại gia đình nam phụ lão ấu, đều mặc những cái áo thun có dấu hiệu là con cá chết, là cái xương con cá như thế này. Chúng ta, những người Việt Nam của chúng ta, nhìn vào trong những cái hình ảnh này, dĩ nhiên là chúng ta biết đây là những cái dấu hiệu mà những cái con cá đang bị độc hại, đang chết ở trong biển của Việt Nam của mình. Trong nhà của chúng ta ngày hôm nay, cũng như là tất cả mọi người Formosa cái đầu Việt Nam, chúng ta cũng đã thấy một cái cảnh thương đau như thế này. Và cái quyền tiếng nói của chúng ta ở đây là cái quyền chúng ta nói được. Gia đình này là một trong những gia đình mà có tiếng nói. Chúng tôi mời tất cả quý vị cùng chúng tôi. Gia đình của chúng ta từ đâu đến ở đây thưa anh? Dạ, chúng tôi là đang ở Houston. Dạ. Nhưng mà gốc của mình là ở gốc ở Việt Nam. Dạ. Dạ. Ở tại miền Tây, miền Trung. Ở miền Trung. Miền Trung. Cho nên rất là thông cảm với lại những người mà đồng hương đồng bào của chúng ta. Đúng vậy thưa anh. Sản phẩm ô nhiễm. Thưa quý vị, đây là những cái dấu hiệu mà chúng ta không cần nói gì hết. Chỉ mặc như vậy là biết rồi. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi chương trình.